Thưa quý thính giả, chủ trương tam vô của Cộng sản Việt Nam là vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo đã băng hoại nền đạo đức truyền thống dân tộc một cách tang thương. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Nguyễn Hưng Quốc với tựa đề Những căn bệnh của Việt Nam sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Nghĩ đến Việt Nam, chúng ta thường nghĩ ngay đến khía cạnh chính trị với những hiểm họa đến từ Trung Cộng, đặc biệt trên Biển Đông, cũng như cái họa độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, ở Việt Nam còn nhiều vấn đề nghiêm trọng khác cần được sự chú ý, nhất là về phương diện văn hóa. Trong văn hóa, yếu tố đáng quan tâm nhất là tính cách của con người. Trên các website xã hội, nhiều người đã nêu lên những tính xấu của người Việt Nam hiện nay như sự độc ác, thù hằn, tham lam, hoang tưởng và khoe khoang. Nhưng theo tác giả, ba tính xấu đáng kể nhất là ích kỷ, giả dối và vô cảm. Có hai điều cần được nhấn mạnh. Thứ nhất, những tính xấu ấy ở đâu cũng có, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi. Cần thành thật nhìn nhận là mức độ ích kỷ, giả dối và vô cảm ở Việt Nam rất trầm trọng và đáng báo động. Thứ hai, nói tính xấu của người Việt Nam là ích kỷ, giả dối và vô cảm không có nghĩa là cho mọi người Việt Nam đều ích kỷ, giả dối và vô cảm. Xã hội nào cũng có kẻ tốt người xấu, nhưng ở Việt Nam hiện nay những người tốt, thẳng thắn, ngay thật, biết nghĩ đến kẻ khác và biết quan tâm đến đất nước thì khá hiếm. Tính ích kỷ là một hiện tượng khá mới ở Việt Nam. Văn hóa Việt Nam từ trước đến nay là nặng tính cộng đồng hơn tính cá nhân chủ nghĩa, thường đề cao sự tương thân, tương ái. Người ta sống theo phương châm tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng bây giờ thì khác. Người ta thường dửng dưng trước những nỗi đau của đồng bào và đồng loại. Báo chí thường tường thuật sự kiện nhiều người bị tai nạn ngoài đường mà không có ai giúp đỡ cả. Người bị nạn nằm dãy dụa, ngắt ngoải, thoi thóp mà mọi người vẫn mặc kệ, chỉ đứng nhìn, không hề ra tay cứu giúp. Trong việc làm ăn buôn bán cũng vậy, biết là cho hóa chất độc hại vào thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác, người ta vẫn làm, miễn có lợi. Trong ngành du lịch, biết lừa người khác sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, thương hiệu và đất nước, người ta vẫn làm. Nhưng ích kỷ nhất là giới lãnh đạo Đảng Việt Cộng. Như ông Bí thư Thành ủy Hà Nội là Hoàng Trung Hải cho rằng việc cải cách hành chính trong địa phương không có gì là khó. Theo ông, nguyên nhân chính là sự ích kỷ. Nhưng sự ích kỷ không phải chỉ xuất hiện ở giới lãnh đạo địa phương. Ngay giới lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng và trong cả nước cũng vậy. Biết việc độc quyền sẽ gây tai họa cho đất nước, người ta vẫn làm. Biết nhiều chính sách làm hàng chục triệu người dân mất tự do cũng như mất quyền làm người, người ta vẫn làm. Biết tham nhũng làm kinh tế lụng bại, dân chúng lầm than, người ta vẫn làm. Biết việc duy trì mối hữu nghị gọi là diễn vong, là nói theo chữ của Nguyễn Tân Dũng, thì chỉ dẫn đến họa mất chủ quyền trên biển và đảo Việt Nam, người ta vẫn làm. Không nơi đâu mà sự ích kỷ ấy thể hiện rõ cho bằng trong câu châm ngôn còn đảng còn mình của công an, nghĩa là người ta chỉ nghĩ đến mình, còn đất nước thì mặc kệ. Đặc điểm thứ hai trong thói thường của phần lớn người Việt trong nước hiện nay là giả dối. Trên trang blog và Facebook của Nguyễn Hưng Quốc, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn hiện sống ở Sydney, nước Úc, viết: thói giả dối ở Việt Nam lên ngôi và nó hiện diện hầu như trong tất cả giai tầng. Học sinh nói dối, người lớn nói dối, giới khoa bảng cũng nói dối, càng học cao càng nói dối nhiều. Người làm chính trị đạo đức giả và nói dối, giới kinh doanh gian dối, học hành giả dối, khoa học giả dối. Có thể nói không ngoa rằng xã hội Việt Nam hiện nay là một xã hội giả dối. Cũng giống như sự ích kỷ, thành phần giả dối nhất ở Việt Nam hiện nay là giới lãnh đạo. Họ nói dối về thực trạng đất nước. Thay vì nhìn nhận Việt Nam hiện nay rất nghèo nàn và lạc hậu, họ cứ ra rả tuyên truyền là đất nước văn minh và tiến bộ. Thay vì nhìn nhận Việt Nam hiện nay là độc tài và toàn trị, họ huênh hoang tuyên bố là Việt Nam có tự do và dân chủ, và
dân chủ đến thế là cùng. Thay vì nhìn nhận chính đảng Cộng sản là nguyên nhân gây nên tình trạng chiến tranh tàn khốc trước đây cũng như tình trạng trì trệ hiện nay, thì họ lại cho đảng của họ có công làm cho đất nước giàu mạnh và rực rỡ hơn hẳn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Thay vì nhìn nhận Trung Cộng là mối hiểm họa lớn nhất của dân tộc, thì họ vẫn lặp đi lặp lại cái phương châm bốn tốt và 16 chữ vàng trong cái tương quan với Trung Cộng. Họ nói dối ở khắp nơi, trong hệ thống tuyên truyền cũng như trong hệ thống giáo dục, ở đâu cũng đầy những dối trá. Hậu quả của hai tính cách ích kỷ và giả dối ấy khiến đa số người Việt Nam đâm ra vô cảm đối với đất nước. Kinh tế trì trệ, mặc kệ. Đạo đức suy đồi, mặc kệ. Xã hội băng hoại, mặc kệ. Giáo dục càng lúc càng xuống dốc, mặc kệ. Đất nước đối diện với nguy cơ bị mất biển đảo cũng như mất độc lập, mặc kệ. Do đó, những cuộc biểu tình chính đáng nhất như lên án các hành động gây hấn ngang ngược của tàu khựa và kêu gọi bảo vệ chủ quyền của Việt Nam thì chỉ lôi kéo được một số rất ít, may lắm là vài trăm người trên tổng số dân hơn 90 triệu người. Nhìn quang cảnh các cuộc biểu tình tại Việt Nam, chúng ta không chỉ thấy sự ít ỏi của những người thực sự quan tâm đến đất nước mà còn thấy rõ sự hờ hững và dửng dưng của người dân qua đường. Đã nói lên không có dấu hiệu cho thấy bất cứ một sự đồng cảm hay đồng tình nào cả. Ba tính xấu vừa kể là những thử thách lớn nhất của người Việt Nam hiện nay. Với ba tính xấu ấy, chúng ta không hy vọng gì chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ sớm. Và ngay cả khi chế độ Cộng sản sụp đổ rồi, ba tính cách ấy cũng sẽ trở thành những trở ngại to lớn cho quá trình xây dựng một đất nước phát triển, ổn định, dân chủ và độc lập.